ảnh hot nhất lúc này, Hòa Minzy trước và sau khi nhập tiệc cưới Puka, Jin Tuấn Kiệt. Cuối cùng, cuộc cưới của Puka và Jin Tuấn Kiệt đã diễn ra vào ngày 4 tháng 11 tại Cam Ranh, Khánh Hòa và nữ ca sĩ Hòa Minzy đã tham dự như một trong những khách mời nghệ sĩ. Khi xuất hiện tại đám cưới, Hòa Minzy đã gây thổn thức cho người nhìn bởi vẻ đẹp và thướt tha của cô. Tuy nhiên, bức ảnh trong bữa tiệc sau đó đã khiến cộng đồng mạng trò cười. Trong khoảnh khắc này, Hòa Minzy đã tỏ ra rất vui vẻ, với tóc tai xõa sổ và trang phục loè loẹt. Thậm chí, cô còn buộc váy lên đến mức có thể diễn các động tác nổi loạn. Điều này đã khiến mọi người ngạc nhiên và thích thú với sự phô diễn nhiệt tình của cô. Có những ý kiến cho rằng Hòa Minzy không phù hợp khi tham dự đám cưới với trang phục và cách ứng xử tương tự như người phù dâu, đặc biệt khi cô hiện đang là mẹ đơn thân. Tuy nhiên, Hòa Minzy đã giải thích rằng cô chỉ đến để tham gia và chơi với chị thân thiết của mình, không làm phù dâu hay bưng mâm cưới. Cô đã tỏ thái độ hài lòng về những lời bình luận của mọi người và tỏ thái độ tủi thân khi đọc được những ý kiến tiêu cực. Nhiều người trên mạng xã hội đã đứng ra bênh vực Hòa Minzy, khen ngợi cô là một người phụ nữ mạnh mẽ, sống tình cảm và là một người mẹ tốt cho con trai của mình. Họ khuyên cô nên không quan tâm đến những ý kiến tiêu cực từ một phần cộng đồng mạng.